Nay ngày 28 tháng 6 năm 2020 mình về có một lô bò rất là đẹp. Con bò này là bò Pháp F2 đầu trụi nổi ha. Với tổng thể hết cho anh em xem cho nó dễ phân biệt ha. Con số 2 là con bò Kem Giấy. Con số 3 là con 3B. Con số 4 là con 3B. Con số 5 là con Pháp. Con số 6 là con 3B. Con số 7 là con Pháp. Đây, mấy con này là đặt nọc đây anh em, đi hình thân băng luôn. Tổng trong tay bò mình là gồm có cây 1 mà lỡ, 2 mà lỡ, 3 mà lỡ, 4 con lỡ, 5 con, 6 con, 7 con, 8 con, 9 con, 10 con. Tổng số là 10 con bò lỡ anh em. Con này xài nọc 100% rồi. Đang sùi lùi rồi. Thành thẳng bao đầu cái lưỡi đây, em thích bò xài nọc thì gọi mình ha, xương cối luôn ha, bò bê xương cối là hình thẳng băng đầu trụ luôn ha. Tại bò mình 26 triệu rưỡi là có, mấy con lớn 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 rồi. 26 rưỡi, 27 rưỡi là có. Mấy con này 8 tháng. Mấy con này 10 tháng hết. Mấy anh em các tỉnh tính bò đến trại mình xem ha. Giá cả xong mình giao luôn, có xe nhà. Đó, gồm có 3B Pháp Kem. Có 10 con bò lỡ lứa anh em. 10 con lỡ lứa với lại 10 con bò nhỏ hơn 1 chấm. Phần đầu ghim vai lưng đít hở ha. Mình bắt bò là ghim vai hở lưng đít. Và bây giờ xương to, còn xương mạnh là không bắt luôn. Xương mạnh với lại đít, đít nếp dài lép là không bắt nữa. Đít nhọn dài lép là không bắt. Bắt bò phải ghim vai lưng đít phải hở ha mình bắt. Tổng tại ra bò mình là 10 con bò lỡ. 10 con bò lỡ với 10 con bò nhỏ hơn 1 chấm em anh em. 10 con bò lỡ là 10 tháng. 11 tháng, 10 con bò là 11 tháng với 10 con bò 8 tháng. Rất đều. Con 8 tháng ha, với 10 con 11 tháng. Chỉ tại mình là Hưng Lộ 19, xã Nhân Phú Tân, huyện Cái Bắc, nhà thầy Dòng Dầu ha. Anh em có điều kiện thời gian đến trại mình xem, còn không có điều kiện thời gian đi thì chốt giá xong trở vào cũng được ha. Qua Zalo trực tiếp cho anh em xem. Mình nói chính xác. Chính xác rồi, bò gì là đúng bò ha, giao đúng đồ đúng bò ha. Bao ví dụ viêm khớp, phù dậu là không có ha. Cái gì? Phụ đồ mấy bò ấy. Đồ chắc cho ông.